Phan Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là trưa ngày thứ Năm, mùng 9 tháng 5 2019. Chúng tôi đang có mặt tại trụ sở cảnh sát thành phố Garden Grove, miền Nam California để gửi tới quý vị phóng sự về việc ngày hôm qua, thứ Tư, mùng 8 tháng 5 2019, tại góc đường Westminster và Brookhurst đã xảy ra một vụ cướp giật đã khiến cho một người bị tử thương và ba nghi can đã bị bắt. Và hôm nay Sở Cảnh sát thành phố Garden Grove có mở một cuộc họp báo để tường trình về việc trên. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Buổi họp báo sau đó đã được bắt đầu với sự có mặt của ông cảnh sát trưởng Tom Daley, Trung úy cảnh sát Carl Whitney và cô Christine Lay, phụ tá thượng nghị sĩ Tom Emmert cũng là thông dịch viên trong buổi họp báo. Sau phần ngỏ lời chào giới truyền thông báo chí của ông cảnh sát trưởng là phần ông Carl Whitney tóm tắt sự việc đã xảy ra trong ngày hôm qua trong khu đổ xe góc đường Brookhurst và Westminster, là ba nghi can cướp giật đã đi trên một chiếc xe và họ đã bị cảnh sát theo dõi từ thành phố Los Angeles xuống tới Orange County. Và khi vào khu đổ xe khu shopping, họ đã ra tay cướp giật của một phụ nữ vừa từ trong xe đậu bên lề đường bước xuống với dáng đi vội vã, đã bị hai nghi can chạy tới. Một người đã giật xách tay của người phụ nữ và kéo lê người này, sau đó nhảy vào xe đang chờ sẵn. Và chiếc xe đã chạy đi, bánh sau của chiếc xe đã cán lên người phụ nữ này. Cảnh sát đã chạy theo và sau đó đã bắt được ba nghi can tại thành phố Los Angeles. Kế đến là phần đặt câu hỏi của giới báo chí là tại sao cảnh sát theo dõi từ thành phố Los Angeles và khi tới nơi xảy ra vụ cướp giật, cảnh sát đã không bắt được ba nghi phạm ngay tại nơi xảy ra. The LA detectives were in the area watching the vehicle. Sở cảnh sát LA County Sheriff's Department họ không có bắt được tại lúc đó bởi vì mọi thứ xảy ra quá nhanh. Họ giám sát những cái nghi phạm này đến nơi, đến gần khi mà thấy sự việc xảy ra, nhưng mà khi mà họ đến gần thì cái xe nó đã chạy đi rồi, nên đó là lý do vì sao mà họ không có thể bắt được ngay tại lúc đó. Và điều thứ hai là những cái thông cáo báo chí, bởi vì sự kiện xảy ra tại thành phố Garden Grove nên Sở Cảnh sát Garden Grove xin được là người đứng ra để quản lý những cái thông cáo báo chí. Nạn nhân của cái sự kiện ngày hôm qua được xác danh là Nga Ngọc Nguyễn. She's 32 years old from Santa Ana. 32 tuổi tại thành phố Santa Ana. Theo lời của ông Whitney thì Sở Cảnh sát của quận Los Angeles đã có liên hệ với Sở Cảnh sát của Garden Grove, nhưng mà trong vòng 15 phút khi mà vừa mới đến nơi thì sự việc đã xảy ra rồi. Và ông cảnh sát trưởng trả lời câu hỏi về việc người dân quan ngại vấn đề khi tới những nơi mua sắm. Việc thứ nhất để mà bảo đảm an toàn cho cộng đồng của chúng ta thì ông cảnh sát trưởng Tom Duray của thành phố Garden Grove có cho biết rằng cộng đồng chúng ta phải luôn cảnh giác những cái người xung quanh của mình và chỉ cho những cái người xung quanh của mình biết là mình phải cảnh giác những người xung quanh của mình, tại vì nhiều khi mình rất là thoải đi shopping hoặc là mình đi mua đồ mình rất là thoải mái, mình không có nghĩ tới sự việc như thế này sẽ xảy ra, nên là việc đầu tiên và quan trọng nhất là mình phải biết tập cho mình phải cảnh giác những người xung quanh, và nếu như thấy những cái gì mà nghi ngờ thì mình phải gọi ngay tới sở cảnh sát để mà những người cảnh sát có thể giúp di chuyển những cái người mà không an toàn cho cộng đồng mình ra khỏi cái khu vực đó. Vào tháng 7 này thì sẽ có thêm 11 cảnh sát nữa được vào trong đội của Sở Cảnh sát Garden Grove, thì chúng ta cũng sẽ có 11 người cảnh sát này tuần tra trong cộng đồng Việt Nam của mình. Và tháng 1 thì ông cũng sẽ mở rộng một cái đội tuyển mới, đó là cái đội này sẽ chú trọng vào những cái crimes như là cướp giật để mà bảo đảm rằng cộng đồng mình sẽ được an toàn. Vào lúc này thì ông sẽ cho một số cái đội tuần tra bằng on foot, có nghĩa là đi bộ tuần tra đó, để mà bảo đảm rằng những cái người mà trong cái khu vực đó sẽ được an toàn khi mà đi mua sắm. Kính thưa quý khán giả, trước khi kết thúc buổi họp báo, ông cảnh sát trưởng cũng nhắc nhở mọi người rằng sự an toàn của chính bản thân mình là quan trọng nhất, và mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với Sở Cảnh sát thành phố Garden Grove qua số điện thoại 714-741-5839, 714-741-5839. Phan Đại Nam tường trình từ thành phố Garden Grove, miền Nam California. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.